Trang và ông Việt xin được kính chào quý vị khán giả của TV Shopping. Thưa quý vị, máy sấy tóc là một vật dụng rất thân quen trong mỗi gia đình. Ngoài công dụng chính là sấy tóc tạo kiểu thì quý vị có biết là máy sấy tóc còn có những tác dụng khác khá là thú vị. Anh ông Việt có biết đó là những gì không ạ? Vâng ạ, theo tôi được biết thì máy sấy tóc có rất nhiều công dụng và chúng ta hoàn toàn có thể dùng để sấy quần áo này, một số vật dụng hay là thiết bị điện tử, thậm chí có thể dùng máy sấy để sưởi ấm tay chân trong mùa lạnh sau khi vừa dùng nước xong. Nói chung là còn rất nhiều công dụng mà Âu Việt thấy là chiếc máy sấy tóc có thể đem lại cho chúng ta giúp ích được trong cuộc sống. Dạ vâng, rất là chính xác ạ. Có lẽ tiện lợi như vậy thế nên là máy sấy tóc hiện nay trên thị trường cũng có rất là nhiều dòng máy khác nhau. Và hôm nay thì hãy cùng với Thu Trang và Âu Việt khám phá dòng máy sấy tóc HQ Star HQ216 của công ty cổ phần Quý Phát, doanh nghiệp 2 năm liền nhận giải thưởng chất lượng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng quý vị nhé. Vâng ạ, Âu Việt thấy hiện nay máy sấy tóc đều đã được cải tiến với những tính năng và công dụng giúp cho người dùng giảm nguy cơ tóc khô, sơ hay là thậm chí góp phần làm cho mái tóc của chúng ta chắc khỏe hơn đúng không chị Trang? Dạ vâng, đúng rồi anh Ngô Việt ạ. Việc tìm hiểu sơ lược qua về cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của máy sấy tóc sẽ giúp cho chúng ta phần nào đánh giá được tại sao chiếc máy sấy tóc HQ Star HQ216 này lại trở thành dòng sản phẩm được ưa chuộng đến như vậy. Công suất và chế độ chức năng của máy sấy tóc, đây sẽ là tiêu chuẩn đầu tiên mà chúng ta cần phải xem xét để chọn mua được loại máy sấy tóc chất lượng và phù hợp với mái tóc của mình. Các máy sấy tóc thông thường sẽ có công suất từ 1000W trở lên, còn dòng máy sấy tóc HQ Star HQ216 này có công suất lên tới 2200W, sẽ giúp làm khô tóc nhanh chóng hơn. Là dòng máy sấy điều chỉnh được cả tốc độ và nhiệt độ nên máy sấy này phù hợp với tất cả những người lớn tuổi và an toàn tuyệt đối đối với các gia đình nào mà có trẻ nhỏ nữa. Dạ vâng thưa quý vị, ở đây thì chúng ta có thể thấy là chiếc máy sấy tóc này có hai chế độ, đó là sấy mát thì tạo ra luồng gió mát nhẹ rất thích hợp dùng cho mái tóc mỏng yếu, ngăn gãy rụng hiệu quả. Còn chế độ sấy nóng thì giúp làm khô tóc nhanh chóng với các chế độ tùy chỉnh. Và chúng ta sẽ điều chỉnh chế độ sấy mát và nóng chỉ với một chiếc nút như thế này thôi ạ. Ngoài ra dòng máy sấy tóc HQ Star HQ216 này còn tích hợp thêm một số tính năng hiện đại, đó là chức năng tự động ngắt khi máy quá tải sẽ giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng và giúp máy đạt độ bền cao. Thứ hai là chức năng sấy tạo kiểu. Chức năng này sẽ giúp máy sấy tập trung luồng khí nóng vào một phần tóc, sẽ giúp tạo độ phồng, dễ dàng định hình tóc, tạo kiểu tóc mới. Có lẽ đây là chức năng mà các chị em như chị Trang ở đây rất là yêu thích và có thể dùng và mang đi mọi lúc mọi nơi khi nào mà chúng ta cần những kiểu tóc đặc biệt phù hợp với cái lần mà chúng ta sử dụng đó. Phải nói rằng là với chiếc máy sấy này thì chúng ta hoàn toàn tiết kiệm được thời gian, không cần phải đến salon tóc. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể vừa sấy khô vừa tạo kiểu rất thuận lợi đúng không ạ? Dạ vâng, rất chính xác. Thưa quý vị, sau một thời gian sử dụng chiếc máy sấy tóc HQ Star HQ216 này thì Thu Trang thấy là khá thuận tiện, bởi vì quý vị có thể nhìn thấy thiết kế của chiếc máy sấy này rất là nhỏ gọn. Quý vị có thể nhìn thấy là cái tay cầm ở đây vừa cầm rất là chắc này nhưng mà cũng rất là sát với cả tay. Thế còn những cái bộ phận đi kèm thì sao, chúng ta có dễ sử dụng không ạ? Dạ vâng, ngoài cái việc là cầm máy rất là nhẹ tay, không bị mỏi tay trong quá trình sử dụng thì quý vị có thể thấy ở đây là miệng sấy khá là rộng và có thể tháo ra rất là dễ dàng như thế này. Đặc biệt là trong quá trình sử dụng thì tôi thấy là không hề tạo ra tiếng ồn quá nhiều như là những cái sản phẩm mà tôi đã từng dùng trước đây anh Ngọc Việt ạ. Vâng ạ, hoàn toàn chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả những cái thiết kế màu sắc khá là trang nhã, đặc biệt là màu hồng khá là trẻ trung và phù hợp với rất nhiều các chị em nữa được không ạ? Vâng. Thì tôi tin chắc rằng là với những đặc điểm như thế này sẽ giúp tô điểm cho không gian sống của quý vị thêm trang nhã, hiện đại và thêm thú vị hơn rất là nhiều. Dạ vâng, một sản phẩm rất là tiện lợi như thế này, quý vị còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay truy cập vào website hqstarvn.com.vn, liên hệ hotline 024-3540-1821 hoặc 024-3540-1822 hoặc các đại lý gần nhất của công ty cổ phần Quý Phát để sở hữu ngay sản phẩm với mức giá hấp dẫn quý vị nhé. Rất tiếc khi mà đến đây thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.